Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào ra quyết định xử phạt hai doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền trên 200 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Cụ thể, xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì TQT và công ty trách nhiệm hữu hạn hóa mỹ phẩm Đăng Đạt. Cả hai đều có trụ sở trên địa bàn tổ dân phố Phúc Xá, phường Phan Đình Phùng và đều vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra ngoài môi trường. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì TQT xả vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến 10 lần trong trường hợp xả thải dưới 0,5 mét khối trên 24 giờ. Nhiều nhất là thông số amoni vượt trên 8 lần, thông số màu vượt 1,8 lần, thông số COD vượt 5,38 lần, mức phạt là 108 triệu đồng. Với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa mỹ phẩm Đăng Đạt, nước xả thải vượt thông số COD là 2,17 lần, amoni vượt trên 3,01 lần, thông số nitơ và chất rắn lơ lửng vượt trên 1 lần, mức phạt là 95 triệu đồng. Cùng với đó yêu cầu hai đơn vị phải có biện pháp khắc phục trong thời gian 30 ngày kể từ ngày xử phạt phải có báo cáo kết quả